Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với kênh đọc truyện của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương tiếp chương 13 của bộ truyện Nhân Cách Nguy Hiểm. Quý Minh Huệ là người kiểm tra album ảnh của điện thoại đó. Khi ấy anh ta muốn theo việc sửa xem của Chí Thanh, xem một lượt các trình độ mà Chí Thanh đã hiểu. Bởi vì đó là điện thoại cũ, nên ảnh lưu trong album điện thoại không nhiều. Có một vài tấm ảnh Lý Quảng Phúc chụp khi du lịch trước đây, ảnh mới thu hút nhiều, nhưng mà anh ta lấy ra tấm ảnh mới nhất trong đó. Thời gian chụp chính là hôm xảy ra vụ án tượng gỗ. Ảnh rất mờ, có trắng, có đen. Giống như thứ gì đó màu trắng đen lóe qua trước ống kính. Với lại tấm ảnh đó cũng giống như chụp theo cách thường, mà giống như không cẩn thận nhấn nhộn nút chụp. Ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như còn một chút lông xù. Giải Lâm hỏi, tấm ảnh thứ nhất trong album có giống tai của con mèo Chinchilla không? Giống. Quý Minh Nhuệ dường như lập tức nghĩ thông được logic trong này. Lúc hai người nói chuyện đã tránh đường sự, đi đến hành lang. Vậy là hôm đó, con trai Lý Đức Phúc có lẽ không phải đi trộm tượng gỗ, mà thật ra là đi bắt mèo. Có lẽ chuyện này có thể giải thích được vì sao điện thoại rơi trên đất. Vì sao lại chụp được tấm ảnh như thế? Lúc vào cũng vương về, thằng nhóc đó không kịp nhặt điện thoại, đành phải làm ra vẻ nhanh trí tóm người thứ khác. Nhưng mà sao anh lại biết tiếng mơ đối với đá lỡ? Giải Lâm cách tấm cửa kính chỉ vào trong, phương hướng bằng ngón tay của hắn chỉ, vừa vặn về phía chị Thanh đang ngồi, vừa ở miệng cửa. Chị Thanh chờ đến mức kiên nhẫn, ngồi trước sofa, trông có vẻ hơi buồn ngủ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, tính toán mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian không cần thiết khi ngồi đây. 10 phút trước. Chị Thanh sau khi trả lời chữ tai mèo xong, lại nhìn tấm ảnh trên tay rất lâu. Vết đốm đen này hình như tôi từng thấy ở đâu đó. Sau khi trải qua chuyện người anh em cùng gắn với Giải Lâm cùng đưa đối phương đến điểm cảnh sát, cứ minh nhận ngạc nhiên về việc chỉ ra hai người họ có đủ bình tĩnh và năng lực ngồi suy luận án thủ lăng. Cứ minh nhận lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là âm 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 thành dương trong truyền thuyết sao? Quý Minh Nghệ nghĩ đến điều quan trọng nhất, cũng là điều mà tất cả mọi người lo lắng nhất. Nếu Tiểu Khang này thật sự là nghi phạm, vậy động cơ giết người của nó là gì? Nói cách khác, người có thể bị hại là ai? Tôi phải đi rồi, Tiểu Khang với Hinh Minh còn đang ở nhà chờ tôi. Lý Quảng Phúc chợt đứng dậy, mặc kệ Khương Vũ ngăn cản, vẫn muốn đi ra ngoài. Anh làm gì thế? Chuyện này sẽ thế nào không liên quan với tôi và Tiểu Khang. Tôi không biết mấy người đang muốn tra gì. Mấy người, một là không có chứng cứ, hai là không có quyền. Dựa vào đâu bắt tôi ở đây? Sau khi Quý Minh Thiện đi ra hành lang, Khương Vũ tiếp nhận vị trí của anh ta. Khi đang ngồi nên không tiện dùng sức, lập tức không kéo hắn lại ta lại được. Lý Quảng Phúc đi rất vội, thấy hai người đứng ở cửa, biết mình muốn đi không dễ như thế, và nhìn xung quanh tìm thứ gì đó phòng thân trước khi xông ra ngoài. Lúc có người đến bắt hắn ta cũng dễ cẩn lại. Hắn ta nhìn chúng cái ghế mà Giải Lâm mới ngồi, sau đó lúc cầm ghế vạ lây đến người đàn ông tâm trạng vốn đã không tốt ở bên cạnh. Mí mắt buồn ngủ sắp khép lại của Chí Thanh lại hé sang một chút. Lý Quảng Phúc cũng nhiên đến gần, thì cạnh ghế sẽ chọn chúng người. Chí Thanh bèn đưa tay chắn chân ghế lại, vừa chắn thì mu bàn tay của anh đúng lúc đụng vào mu bàn tay trái, mu bàn tay phải đang vung lung tung của Lý Quảng Phúc. Mình phải về mau, không biết có phải Tiểu Kha còn đang tức giận với mình. Cái tính của mình không nên nói nó. Sau khi mẹ nó chết, nó vẫn luôn không chấp nhận mình thuộc quyền, không muốn có thêm một em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng mà mình thật sự không ngờ nó lại nói. Tất cả âm thanh đều lập tức đi xa, giọng nói của Khương Vũ bắt cả Lý Quảng Phúc, tiếng ồn ào trong văn phòng, tiếng quát lớn của Quý Minh Nghệ, những âm thanh này đều dở đi rất xa. Bên tai chỉ còn có âm thanh biến dạng không ngừng phóng to, giống như có người ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói. Nó lại nói, nếu không có em trai thì tốt. Giọng nói này ghé sát bên tai anh không ngừng nhấn mạnh, nếu không có em trai thì tốt. Ok, vậy là mình đã đọc xong phần truyện ngày hôm nay rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.